Giờ mình đang đi chở ra tạm biệt cái đền Hùng Bình Chân. Bình Chân này cũng sao vua Hùng đó, đầu vô cái hang thứ ba mình quay trở ra nè các bạn. Giờ là hai cô bạn tây này xin ngồi trước, mình cũng nhường luôn. Ta đi là ngồi ngắm cảnh, người ta cũng xin mình cũng ngồi một đoạn rồi. Nói chung ai cũng thích ngồi trước ấy. Mình đi mình nhường qua nhường lại cho nó vui. Đây vô cái hầm nấu rượu nãy nè các bạn, giờ quay trở ra nè. Nó đi lẹ quá, nó đi nó bỏ tôi rồi, nó xuống lúc nào tôi cũng không hay, tôi thấy nó mất tiêu. Tụi đó về kia chụp hình chứ đi tới đó tới đâu tới biết rồi. Khá là đẹp. Đây cái chỗ cắt rượu của người dân tộc thiểu số ông vua hồi xưa thì mình cũng không nắm được, nhưng mà cái hang này gọi là cái hang nấu rượu, chắc để nấu rượu cho quân lính uống ha. Trong đây là cái căn cứ địa của thời nhà Đinh. Khó mà được vô đây được các bạn, quân địch mà khó được vô đây để đánh được. Một cái căn cứ ông vua ông chọn là cái địa điểm này là quá là hay luôn. Quá là tuyệt vời. Này là trên cả tuyệt vời luôn. Hello. Hello. Good morning. Tôi là người Việt Nam. Nó hơi thoáng, cao, cao đáo. Gió nó luồn vô rất là mát luôn. Ba trăm mét. Chui này còn ngon hơn mấy cái địa đạo Củ Chi nhiều các bạn không? Đạo Củ Chi chui vô thở cũng chết luôn, có gì coi. Ơi kỳ này về học lên khóa tiếng Anh nói chuyện với tụi Tây Ba Lô nữa. Đây sắp sửa ra cửa hang rồi các bạn ơi. Có lên thì mình lên. Đi qua cái cầu này hả con? Đấy đi kìa, đấy đi qua bậc đấy rồi. Đấy, đi qua bậc kia. Đấy, đi lên cái bậc đó hả? Vâng, nó dầm xuống. Vâng, xong rồi xe thang đi thẳng lấy cái đó đó.
Thank you. Báo hiếu các bạn. Như là có cái hang này. Cái hang này giống như động Hồng Nha. Báo hiếu.
nó cặp cái lỗ cũng dễ ha. Điểm đi vô mà khó bị heo hút. Rồi lên nghe nữa, nằm nghỉ ngơi ngủ mấy ngày thì ở nhà. Gì? Thì gần hơn nổi mấy trăm cây thì chắc cũng ngắn là mấy tiếng hộ thôi. Không phải là thăm mấy ba chục tiếng. Cách Hà Nội là Ninh Bình tới Nam Định là tới Phú Lý giờ tới Hà Nội rồi. Để tôi sạc lên coi mấy trăm cây. Việt ít thôi, ok là được rồi. Còn mình làm sao, nhỏ mình mấy trăm cây á. Bây giờ cũng làm sao đó. Còn mình nhỏ về Nghệ An. Nghệ An rồi mới tới Thành Hóa. Thành Hóa tới Nghệ An chứ, tới Quảng Định. Như Nam Định ngồi qua tỉnh nào. Rồi đưa đưa cái giấy cho tôi. Ok ok rồi. Tức là lấy đò mà xin tiền bo là cách ghi vô là mình bị phạt hả? Đúng rồi, mình đã dịch vụ dịch vụ là người ta đã mua vé rồi mà còn đòi thì hỏi thêm là không có được. Nhưng mà người ta vui vẻ thì có là tùy người ta thôi, đó là cũng đúng. Còn người ta còn khách tới nữa chứ, người ta phản ảnh đó, khách còn tới. Khách không tới thì mình mới trả cái việc để mình làm. Mà khách Tây nó cũng kẹo lắm, dễ gì. Thấy nó cũng ít bo. Cái gì nó chi phí nó ngại nhiêu là nhiêu, đâu có. Nó đâu có xài lố tiền đâu. Tháng là bao nhiêu rồi, bữa nay nó xài lớn quá là ngày mai nó phải tiết kiệm lại để mà bù cho ngày hôm qua, nó khỏi xài lớn. Nó đi một tháng nó đi nước này nước kia, có khi nó đi 2-3 tháng. Ồ, có cái lỗ ông rồi. Đi vô cái hẻm rồi. Hang vô hang, còn hang nữa. Cứ đào, cứ đào, cứ đào, cứ đào.
không để ý đầu là hết. Để ý là phun máu nha. Còn cái hai ngày tối dữ. Không đau, không đau. Rồi ra cửa hang thứ hai. Đi vòng vòng mất thời gian. La terrasse. C'était un peu bien.
Cái này là cái hàng sale dài 100 mét các bạn. Mình lập chụp cái lo thay pin đồ là mình quay không kịp. Đây là không cần nói là mát, chỉ có 100 mét thôi. Cái hang mà 300 mét đó thì... Ừ, có cái thạch nhũ đẹp quá nè, nhỏ nhỏ xuống tới dưới. Giống hình như cái đầu robot nè. Ghê. Thì được cái này thì mình mắc cái kia ha. Ta chia ra 3 tour tại vì nó quá là xa, quá là dài. Đi một tour thì không thể nào hết nổi. Bây giờ mình muốn đi tour 3 là mình phải mua vé lại hết không? Đấy, mua vé. Rất mẻ cái này. Ơi, gà cho hàng. Hang này hang thứ mấy con? Đây là chắc hang thứ tư, thứ năm. Rồi phải chín cái hang. Ừ, 1 giờ rồi, nó bụng quá, hết thiên minh nổi rồi. Vậy? Hơn nửa tiếng nữa mình về đến bến, 1:30. Bến xa dữ rồi. Nếu như mà bác đi tour 3, đi tour 2 thì giờ này bác lại đi. Mình không khác hơn. Trễ hơn 30 phút hả? Hơn gần 1 tiếng. Nếu mà nhưng mà mình đi về nó sắp tour, mình cũng đâu có tour để tới mình đi liền thôi. Cái chờ tới lượt mình mới đi mà. Ngày được 2 tour không con? Dữ vậy, thấy khách cũng ít mà. Ủa, khách thấy cũng đông mà. Dữ vậy hả? 2.000 đò. Biết rồi nhưng mà thấy khách cũng đông mà. Bữa nay những thứ bảy chứ. À, lễ hội những bữa khác là đông hơn không?
gió mát mà.